Chuyến đi Vũng Tàu bắt ổn phần 3. Thì cái chuyến đi này á tôi định ra 4 phần nhưng mà hổm giờ làm này làm kia nên là mới ra 2 phần nè. Bây giờ tiếp tục phần 3 rồi còn thêm phần cuối nữa mới hết cái chuyến đi. Đi đâu chừng cỡ nửa tháng trước mà giờ này mới ra phần 3. Thôi kệ bỏ qua, sáng bữa nay đi ăn bánh khọt cô ba. Ủa lộn, bánh khọt gốc vuốt sữa. Tôi thấy ai đi Vũng Tàu cũng ghé cái chỗ này ăn hết trơn á. Cái hồi mà năm xưa tôi cũng có ghé quán ăn một lần rồi, nhưng mà quán lúc đó nằm ở bên đường, chắc là giờ khách đông quá nên là mở thêm bên đây. Nói chung là quán ăn ngon nên là mỗi lần đi Vũng Tàu tôi cũng ghé. Sau khi ăn xong rồi tôi có đi bơm cái phao để ăn xíu nữa tắm còn chụp hình. Cái chỗ mà tôi bơm cái phao với lại cái hồ bơi đó, nó xa gần 2-3 cây số. Ta nói cầm cái con này chạy ngoài đường á ai cũng nhìn hết trơn á. Lúc này vừa tới cầm con này vô sợ người ta đuổi ra. Tối hôm qua đi ăn xong cái thấy hồ bơi đây đẹp quá, định sáng bữa nay lại chụp hình sống ảo. Chuẩn bị phao bơi rồi đồ đạc chỉnh chu, xong cái lợi trời chuyển mưa, coi nó nổi điên không. Đi chơi đi du lịch mà gặp cái trời gì khoái dữ lắm. Lúc này trời tạnh mưa xong rồi đi ra đú cái chen gì mà ngồi trên đồi đốt điếu thuốc gì đó. Thôi thôi để bắt cho coi luôn nè, chứ giải hết hoài không hề. Rồi có chạy lên cái núi gì mà quên tên mất tiêu. Tôi coi review trên mạng thấy ai đi Vũng Tàu cũng chạy lên đây ăn trứng gà lòng đào với lại da ua gì đó. Lúc này mới tới thấy 4-5 quán nên là tấp vô đại, đâu biết quán nào ngon. Tôi tưởng chủ yếu lên đây ăn trứng gà lòng đào với da ua, ai ngờ người ta bán đủ món hết. Lúc này kêu trứng gà với lại da ua ra ăn trước. Tôi thấy ai đi Vũng Tàu rồi thì sẵn chạy lên đây ăn luôn đi cũng vui dữ lắm. Còn đồ ăn có ngon hay không thì mỗi người mỗi khẩu vị. Thì như lúc nãy tôi nói rồi đó, ngoài hai món đó ra thì còn bánh tráng trộn vừa tắt với lại xoài chấm mắm guốc, đặc biệt là món xoài chấm mắm guốc. Cầm miếng xoài lên chấm cái ăn vô là tới luôn. Còn tới đâu á thì điện hỏi tổng đài. Lúc này chạy xuống núi tự nhiên thấy khỉ mập quá nên là tối nay đi ăn lẩu. Mà xui có một cái là quán đông quá hết bàn. Xong cái tôi mới ghé lại cái chỗ mà hôm qua tôi ăn. Hôm qua có ghé ăn lần rồi nhưng mà bây giờ mới để ý. Tự nhiên nhìn lên cái tường tôi đọc xong cái tao tỉnh lên liền. Xong cái kêu tô bánh canh mực. Chỗ này thì clip phần 2 tôi có review rồi. Tôi thấy cũng ổn ổn nên là ghé ăn nữa. Thường mọi người đi Vũng Tàu lúc cuối tuần thì tiền phòng với lại tiền hơi xe nó hơi mắc hơn một xíu. Cũng hên là đợt này tôi đi lúc giữa tuần nên là giá nó cũng không đắt cho lắm. Lúc này ăn uống no say xong rồi đi ăn chè. Sao tôi thấy đi du lịch mà toàn đi ăn với đi uống không à. Sáng ăn, chiều ăn rồi tối cũng ăn. Giờ tiếp tục là cử tối nè. Cái quán chè này hổm đi tên gì quên mất tiêu. Ở đây ai có ăn cái quán chè này rồi thì vô comment giúp tôi đi. Tôi thấy quán này ăn cũng ngon á mà có điều là quên cái tên quán rồi. Lúc này đang chạy vòng vòng coi kiếm cái gì ăn nữa. Do là gần cuối tuần đông quá nên là thôi đi về mơi chơi tiếp.